tối nay em tiếp tục em lên chia sẻ với các bác một số cái hàng thân thòng hoa Tết, hàng em vừa cập bến. Địa chỉ vườn Lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Số điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0981550768 và số điện thoại 0817892229. Cả hai số điện thoại trên em đều dùng Zalo nhé. Khi các bác đặt hàng gọi điện hoặc nhắn tin qua hai số điện thoại trên đều được. Ngoài ra nhà em còn rất nhiều hàng châu khủng. Các bác cứ liên hệ qua Zalo, em gửi hình cây vào báo giá chi tiết đến cho các bác. Sau đây em sẽ đi lên chi tiết từng đơn hàng một để cho các bác xem ạ. Và đây em giới thiệu tiếp với các bác với mặt hàng nữa. Đó là đai châu Thái lá mít. Các bác nhìn lá mít sướng không? Đã lá mít nhá, còn chuẩn màu hồng cánh sen. Chuẩn hàng hoa Tết này. Chuẩn hồng cánh sen nhá. Em cho các bác xem mặt hoa cánh sen. Hồng cánh sen thì nổi tiếng rồi. Đấy các bác nhìn này. Đấy. Em bảo hành cho các bác là mặt hoa là hồng cánh sen đấy các bác nhá. Hồng cánh sen. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Hàng này thì có cây sưng nụ rồi. Đây, ví dụ như cây này sưng nụ rồi này. Có cây chưa sưng nụ. Em sẽ bảo hành như các bác mặt hoa và bảo hành Tết có hoa. Tại vì là cây này quá to, quá già rồi. Đấy các bác nhìn này. Đẹp không? Là mít nhá. Một chậu như vậy nó trung bình xem nào. Đôi, bốn, sáu. Sáu cặp lá. Năm, sáu, bốn. Năm cặp lá rưỡi đến sáu cặp nhá. Đôi, bốn, sáu này. Sáu cặp lá. Hàng lá mít ngắn nhá các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, ngắn này. Hàng lá mít nhá. Hàng lá mít. Hàng này em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu thương luôn. 450.000 một em. Hàng bao đẹp, bao lỗi lá. Hàng lá mít nhá các bác nhá. Các bác nhìn này. Đấy, hàng lá mít. Xếp mít luôn. Ôi dồi ôi, nó đẹp lắm ấy. Đây này, em lấy cho các bác xem này. Hôm nay chỗ nhà em quay trời nó hơi tối lắm ra nè. Nhìn nó không ấy. Đẹp dã man luôn ý. Này, lá mít này. 450.000 một em, màu hồng cánh sen, màu siêu hot hit luôn. Bảo hành mặt hoa cho các bác nhá. 450k một em. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đẹp không? Làm gì có ai bán cái giá này cho các bác. Lá mít nhá, xong rồi màu hồng cánh sen chuẩn màu luôn. Và đây là cái dòng Denso lá mít. Thân siêu to khổng lồ, hàng nhập khẩu bên Thái nhá. Các bác nhìn thân này. Thân to chưa? Thân to béo ngậy nhá. Lá mít nhá. Có một số cái cây thì lá nó không được mít, nhưng mà nó là phụ thuộc vào màu hoa. Đấy. Hàng này nó trung bình nó có từ một chậu. Một chậu nó có từ 2 đến 3 thân nhá các bác nhá. Em đo chiều dài này. Đấy. Lá siêu to khổng lồ, cây cũng siêu to khổng lồ luôn. Hàng này nó đang có nụ. Nó đang có nụ hoặc là nó đang có hoa. Nhưng mà em bán hàng không nụ không hoa. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là thi thoảng lá nó, cái hàng này lá nó cực kỳ giòn. Vận chuyển đây như tại nhà em này, về nó sẽ hơi gập, hơi ấy một tí. Thì các bác cũng thông cảm. Tại vì em không bán hàng đẹp long lanh, nhưng mà em cũng không bán hàng xấu. Đây này, em nói thực tế là hàng nó vận chuyển nó bị như thế này. Đấy. Nó không đẹp cũng không xấu ấy. Nói về cái dòng Denso này thì cực kỳ là nhiều màu hoa. Hàng này hàng em nhập khẩu ở bên Thái nhá các bác nhá. Cực kỳ nhiều màu hoa. Đây em cho các bác xem mặt hoa này. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Rất nhiều mặt hoa luôn nhá. Đấy. Hoa ra quanh năm hết đợt hoa này đến đợt hoa khác. Cực kỳ là siêng hoa. Mà hoa cực kỳ là thơm luôn các bác nhá. Hoa cực kỳ là thơm luôn. Một chậu như thế này em chia sẻ với các bác. Giá này cực kỳ yêu thương luôn. Em bán combo này. Em đo chiều dài nhé. Nó có sẽ có cây dài, cây ngắn này. Này, cây này. Thân to nhá. Thân to, siêu to khổng lồ nhá. To hơn ngón tay cái em này. Combo như thế này em bán giá 250k. Một combo 3 chậu. Các bác nên mua một số cho cây. Về các bác ghép nó tùy từng cây, tùy từng chậu to, chậu nhỏ. Các bác chơi thì ngắm hoa. Hoa mình, hoa nó sẽ ra quanh năm. Lá cực kỳ là mít luôn. Đấy các bác nhìn này.
Đây này, có những cây này nó ra hai kẽ lá này, hai 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 nụ này, nhưng em không bán hàng nụ nhá. Em sợ vận chuyển rồi nó bị làm sao ấy, về thì các bác lại bắt đền em. Em không bán hàng nụ nên thi thoảng cái lá nó bị như thế này. Tại vì cái hàng này lá nó vận chuyển nó khó lắm các bác ạ. Lá nó giòn nhưng mà em bao hàng không gãy thân cho các bác nhá. Bao hàng không gãy thân, chứ còn lá thi thoảng nó bị thì các bác cũng thông cảm cho em. Cái lá nó thi thoảng nó bị như thế này nên nó giòn lắm. Hàng thì em cũng bán, không bán hàng nụ hàng hoa nhá. Các bác mua về thì mình dưỡng cây hoa tại nhà này nó tốt hơn, nó đẹp hơn. Đây này, nó có một cái bông nó nở sẵn này, màu tím chưa, siêu đẹp nữa. 250.000 ba chậu này, giá trên chưa bao gồm phí ship nha các bác nhá. Lá cực kỳ mít luôn. Tiếp theo đây em xin giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa, đó là đai châu lai nhạn. Cái lô này, hàng này em về này, lá siêu to khổng lồ luôn. Đấy là siêu to so với cái dòng đai châu lai nhạn thôi nhá các bác nhá, chứ không phải là siêu to bình thường. Như lúc trước thì cái hàng mẻ trước em về nó chỉ bé bằng 2 phần 3 cái này thôi, bằng nửa ấy. Lần này lá nó to này các bác này, bản lá tương đối to nhá, các bác nhìn thấy chưa. Đấy, cây siêu to khổng lồ luôn. Nói về cái dòng đai châu lai nhạn thì các bác, những bác nào mà mua nhà em những lần trước thì biết rồi đấy, đang có hoa ấy, siêu thơm luôn, thơm cơ hơn cả châu cả nhạn luôn. Cái lô này em về nhá, nó có một cái mặt hoa này rất là đẹp luôn, hồng gấm. Hồng gấm các bác nhìn thấy chưa, quá tuyệt luôn. Ngoài ra nó vẫn còn nhiều mặt hàng nữa, mặt hoa nữa này. Đấy, có những mặt hoa nó tương đối giống nhạn luôn. Đây là nó lai tạo giữa châu và nhạn cho nên là mặt hoa nó đẹp lắm mà nó thơm. Hàng em sẽ nhặt cho các bác là hàng xổ số chứ không chuẩn chính xác màu được 100% nhá. Cái dòng này thì nó sẽ ra hoa quanh năm, hết đợt hoa này đến đợt hoa khác. Cái lô hàng này em nhập để hoa nó sẽ ra chuẩn Tết luôn. Một chậu như này siêu to khổng lồ, trung bình nó từ đôi 4 6 đôi 4 5 6 5 6 cặp lá trở lên. Lá to tương đối to các bác nhìn này. Các bác nhìn tay em đo này. Nó sẽ em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu thương luôn. Nó là giá là 200.000 một chậu nha các bác nhá. 200.000 một chậu, các bác nhìn bộ rễ có thích không? 200.000 một chậu, giá trên chưa bao gồm phí ship nhá các bác nhá. 200k một chậu. Các bác lên mua mấy chậu về mình ghép. Đây bộ rễ nhìn cũng thích này. Các bác nguyên mua mấy chậu về mình ghép vào gỗ hoặc là ghép vào chậu chơi nó cũng thích nhá. Hoặc là như vậy các bác nào mà treo không như vậy cũng được, làm cái móc treo không như này. Siêu to khổng lồ luôn, mùi thơm gọi là thơm nhất người luôn. Giá 200k một em nha các bác nhá. Hàng hoa chuẩn Tết, em nói lại các bác là hàng hoa chuẩn Tết nha các bác nhá. Hoa này nó ra quanh năm, nhưng cái mẻ là hết đợt hoa này đến đợt hoa khác. Cái mẻ này em về là nó sẽ ra hoa chuẩn Tết. Các bác nghe rõ lại giúp em nhá, 200k một em này. Siêu to khổng lồ. Và đây em tiếp tục giới thiệu với các bác lô này là lô vũ nữ nhá. Cái hàng này là hàng vũ nữ ở bên Thái nhá các bác nhá. Hàng Thái này. Hàng đẹp long lanh luôn. Một chậu của nó trung bình nó cứ có từ 5 6 củ trở lên, củ siêu to khổng lồ nhá. Đây em cho các bác xem này, thực tế này. Các bác nhìn thấy bộ rễ có thích không? Đấy. Siêu to khổng lồ luôn nhá. Đấy. Hoa thì cực kỳ là thơm luôn. Một củ, một chậu của nó trung bình nó từ 6 7 ngọn trở lên. À 6 7 củ trở lên, em chỉ nói vậy thôi. Có thể nó còn hơn nữa. Đây nó rất là nhiều mặt hoa. Mặt hoa nâu này, mặt hoa đỏ này. Đấy, cái da báo này. Các nhìn thấy chưa, da báo đấy. Da báo đẹp không? Đặc biệt nó là màu xanh nhá. Xanh cốm siêu đẹp luôn. Nói về cái dòng vũ nữ này, hoa nó là thành chùm luôn các bác nhá. Hoa nó thành chùm luôn này. Đấy, nó tỏa xuống cho các bác nhìn thấy đẹp chưa? Đấy. Một chậu siêu to khổng lồ này em chia sẻ đến các giá đến các bác ở nhà người ta bán 250 nhưng em chỉ bán 220.000 thôi. Tại vì hàng này nhà em nhập trực tiếp các bác nhá. 220k một chậu, giá trên chưa bao gồm phí ship. Trời củ ở trời trời rễ nhìn nó cũng thích này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đẹp tuyệt vời luôn ý. Và đây là cái lô cái dòng cây hoàng phi hạc hoa đổi màu nha các bác nhá.
hàng thân lùn béo ngậy mà già đang sưng mắt nụ rồi đây các bác nhìn thấy chưa. Đấy, hàng đang sưng mắt nụ này, nó gai hẳn lên rồi đây các bác nhìn thấy này. Thân thì cực kỳ béo ngậy luôn. Đấy, hàng đang sưng nụ chứ nhá các bác nhá. Đây này các bác nhìn này. Đấy, đây này có những cây nó đang xuống lá rồi đây này. Có những cây nó đang xuống lá nha các bác nhá. Đấy, một chậu như thế này nó trung bình từ 6-7 thân trở lên. Thân siêu bóng béo ngậy luôn. Em chỉ đếm vậy thôi. Giá em chia sẻ đến các bác là giá 200k một chậu. Vì sao gọi là hoàng phi hạc đổi màu về? Tại vì là núc hoa nó vừa nở ra nó sẽ có một màu xanh ngọc. Khi nó nở hết ra rồi đây này, nó sẽ ra cánh trắng này, mũi vàng, mắt đỏ nhá. Cánh trắng, mũi vàng, mắt đỏ, các bác nhìn thấy có đẹp không? Giá siêu yêu thương luôn, 200.000 một chậu đây, hàng đang sưng nụ nhá. Thân béo ngậy luôn. Một chậu nó có cả thân dài, thân ngắn nhá các bác nhá. Đây, mắt đang sưng lên này, các bác sờ đi, sờ nó đang gọn lên rồi đây này. Đấy, 200k một chậu, giá cực kỳ yêu thương luôn. Có những cái chậu nó đang vàng lá rồi các bác nhá. Em tiếp tục giới thiệu đến các bác một dòng hoa Tết nữa nhá. Một dòng siêu hoa Tết đó là trầm cổ nhá các bác nhá. Này, thân này, thân to nù béo ngậy luôn nhá. Các bác nhìn thấy béo sướng không? Quá đẹp luôn ý. Hàng này chuẩn hoa Tết nhá các bác nhá. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Hàng chuẩn hoa Tết, thân rất là béo ngậy luôn. Hàng này là siêu hoa luôn. Đây em cho các bác xem mặt hoa đây. Đấy, các bác nhìn thấy nó có siêu hoa không? Siêu hoa luôn. Mà nói đến mùi thơm của nó là gọi là cực kỳ là thơm luôn. Đấy, em cho các bác xem mặt hoa này. Hoa cực kỳ là thơm. Các bác lên mua đến 2-3 chậu về nhà mình, chỗ nào mình treo cũng có. Cho nó át hết cái mùi thịt mỡ dưa hành ở nhà mình đi. Siêu hoa luôn. Một chậu 3 thân. Em chia sẻ đến các bác giá cực kỳ yêu thương luôn, 210.000. Một chậu 3 thân. Còn chậu 4 thân hay 5 thân thì em sẽ cộng thêm tiền nhé các bác nhé. Em giờ em chỉ báo giá chậu 2 thân. À chậu 3 thân. 3 thân đây. Hàng bây giờ thi thoảng có cây nó đang xuống lá để nó trở ra rồi nhá. Hàng béo ngậy siêu hoa Tết luôn nhá các bác nhá. Nhìn thấy béo chưa? Đấy. Thơm ơi là thơm luôn đấy. Siêu hoa, hoa nó sẽ phun từ gốc. Từ gốc đến ngọn đây. Các bác nên mua mấy chậu về mình ghép vào chơi, treo chỗ nào cũng có cây cho nó đẹp, nó thơm. Giá cực kỳ yêu thương luôn, 210.000 một chậu 3 thân nhé các bác nhé. Em tiếp tục giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa. Đó là mặt hàng Vanda Lai Châu. Đây, cái hàng này thì cây nó trung bình nó có từ đôi bố. Đôi 4, 6, 7 cặp lá, 6, 7 cặp lá trở lên nhá. Cây siêu đẹp này. Cây này là cây trưởng thành rồi các bác nhá. Hàng này nó chỉ, Vanda Lai Châu này nó chỉ có một màu hoa duy nhất. Đó là xanh blue. Đây em cho các bác xem mặt hoa đây. Xanh blue. Cực kỳ đẹp luôn. Nói về cái dòng Vanda Lai Châu này thì hoa cũng cực kỳ thơm. Và một cái ưu điểm nữa đó. Nó là hoa nở quanh năm nha các bác nhá. Hoa nở quanh năm hết đợt này đến đợt khác. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu lại bước vào mùa hoa nữa rồi đây này. Hàng này thì khả năng nó là chuẩn Tết nha các bác nhá. Một năm nó phải ra 4-5 lần. Cứ hết đợt hoa nọ đến đợt hoa kia. Hàng này em chia sẻ đến các bác giá siêu yêu thương luôn. Đấy dễ đẹp thôi. Giá 150k một em, giá trên chưa bao gồm phí ship. Vanda Lai Châu màu xanh blue. Giá cực kỳ, cây cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ mướt nhá. Đây các bác nhìn này. Đây 6-7 cặp lá này em đo găng tay này. Đấy các bác nhìn thấy chưa, 6-7 cặp lá nhá. Hàng siêu đẹp siêu yêu thương luôn. 150k một em, Vanda Lai Châu. Tiếp em giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa đây ạ. Đây em xin giới thiệu đến tiếp đến các bác cái lô này, lô hồ điệp lá biên lá phát tài nhá. Các bác nhìn đẹp, nhìn mình không chơi hoa nhưng chơi lá cũng phê chưa? Lá phát tài nhá. Phát tài phát lộc, Tết thế này mà treo ở nhà thì tha hồ lắm lộc. Hàng đang sưng nụ nha các bác nhá.
Các bác nhìn thấy này, cây nào cũng đang có hai ngồng hoa nhá. Nói về cái dòng hoa hồ điệp này thì cực kỳ là bền hoa. Hoa nở tầm 3-4 tháng vẫn còn chưa tàn nha các bác nhá. Mà hoa lại thơm nữa. Đây em cho các bác xem mặt hoa hồ điệp lá phát tài đây. Nó có mấy mặt hoa. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Mặt hoa hồ điệp lá phát tài nhá. Đấy, lá phát tài này. Tết này treo ở nhà và tha hồ lắm tài lắm lộc. Một chậu như thế này nó đang có hai ngồng hoa, em chia sẻ đến các bác. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Đây là cốc 2.8 nha các bác nhá. Cực kỳ yêu thương luôn, chậu nào cũng hai ngồng hoa, giá em bán combo 250.000 combo 3 cốc. Đây này, cái này nó để và trên nó màu trắng, ở dưới nó lại còn màu tím thế này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, combo nhá. 250.000 3 cốc, giá trên chưa bao gồm phí ship nhá. Các bác cái này là các bác lên mua mấy cốc về mình ghép thành 5-7 cốc đi. Mình ghép thành như kiểu thành một cái đài ấy. Một cái đài cây trông nó thành một cái chùm cây, nó sum xuê trông nó đẹp hơn. 250.000 combo 3 cốc. Hồ điệp lá viên lá phát tài nha các bác nhá. Tiếp theo em xin giới thiệu mặt hàng nữa. Em vừa cập bến được một mặt hàng siêu hot hit luôn. Đó là cửu bảo tiên lai nhạn. Hàng đẹp long lanh luôn nha các bác nhá. Đây này, một chậu như vậy nó gồm hai cây nhá. Một chậu phải gồm hai cây, các bác nhìn bộ rễ có sướng không? Nói về cái dòng cửu bảo tiên lai nhạn này thì hoa cực kỳ thơm. Cực kỳ thơm, hoa nó nở từ tháng 5 cho đến tháng 9 dương lịch nhá các bác nhá. Các bác những cái này, các bác nào mà có điều kiện thì mình hàng này trồng thuần rồi, về chỉ việc treo thôi. Nhưng các bác nào mà có điều kiện mình sẽ mua một chậu, một cái chậu về mình ghép vào, hoặc là mình có cái cục gỗ nào nó đẹp đẹp ý, mình ghép ra thì nó sẽ thẩm mỹ đẹp hơn. Đây em cho các bác xem mặt hoa cửu bảo tiên lai nhạn nhá. Hàng đẹp long lanh luôn. Đây các bác, em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa này thực tế nở tại nhà em, tay em đây nhá các bác nhá. Mặt hoa thực tế nở tại nhà em đây, tay em đây. Hoa cực kỳ, nói về cái mùi thơm thì cực kỳ là thơm, cực kỳ quyến rũ luôn. Giá em chia sẻ đến các bác, giá cực kỳ yêu thương luôn. 200k một chậu nhá. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Các bác vui lòng cộng thêm tiền ship và giúp em. Hàng lá xếp nhá các bác nhá. Đây em cho các bác xem lại mặt hoa một lần nữa này. Đấy, mặt hoa nở tại nhà em đấy nhá, tay em đây nhá các bác nhá. Đấy, tay em, bàn tay em đấy. Đấy, cực kỳ thơm, cực kỳ quyến rũ. Cửu bảo tiên lai nhạn nhá.